biểu tình, bạo lực, thậm chí xung đột, an ninh mất kiểm soát. Chủ nghĩa dân túy ngày càng nổi lên và có xu hướng lan rộng, gây nên những bất ổn trong nền chính trị xã hội ở nhiều quốc gia, thách thức nhiều giá trị, định chế quốc tế. Những biểu hiện tiêu cực đó tiềm ẩn sức phá hoại đến đời sống kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam như thế nào? Nhận diện, nhất là mặt tiêu cực của chủ nghĩa dân túy ra sao? Quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Góc Chiếu Thẳng, Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam của báo Quân đội Nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, nếu như trong phần 1 của chương trình nhận diện về chủ nghĩa dân túy, chúng ta đã thấy sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy trong thế kỷ 21, thì phần 2 hôm nay sẽ tiếp tục làm rõ những đặc điểm, những tác động của chủ nghĩa dân túy gây ra những cơn địa chấn, hiệu ứng lan truyền, thách thức sự ổn định của nhiều quốc gia, dân tộc, cũng như trật tự quốc tế và hệ thống toàn cầu ra sao. Trong một bài phát biểu về chủ đề tương lai của quyền lực tại Canberra, Australia, cựu Bộ trưởng Ngoại giao nước này, bà Julie Bishop đã cảnh báo về các chính sách dân túy lợi dụng sự bất an của cộng đồng để đạt được lợi ích chính trị ngắn hạn. Bà Bishop cho rằng chủ nghĩa dân túy là có hại. Populism is rising. Khi chủ nghĩa dân túy trỗi dậy, chúng ta cũng nhìn thấy sự suy giảm niềm tin vào nền dân chủ ở một số nơi trên thế giới. Tôi không nghĩ là quá đáng khi nói rằng đó là sự khủng hoảng. Giới phân tích cũng cảnh báo chủ nghĩa dân túy mới có nhiều biểu hiện giống chủ nghĩa phát xít, nơi khởi phát của những phát ngôn và những hành động cực đoan có thể dẫn tới xung đột, bạo lực và tội phạm, được nuôi dưỡng bởi tư tưởng phân biệt sắc tộc, chủ nghĩa bài ngoại cực đoan, đề cao chủ nghĩa bản địa. Giáo sư Kirk Whelan, chuyên gia chính trị học của Đại học Texas, Mỹ, trong một bài báo chuyên ngành đã viết, chủ nghĩa dân túy luôn mâu thuẫn với dân chủ. Ở trong cái cơ chế chính trị đa nguyên ấy, người ta nhìn thấy rất rõ một cái hiện tượng, tức là làm nhiễu loạn cái đời sống chính trị, làm phân tách và chia rẽ những cái lực lượng chính trị xã hội. Có thể là đâu đó hoặc là cái thời điểm nào đó nó là một cái hậu phương hoặc là một cái chân đế của một cái đảng phái chính trị nào đó, nhưng là luôn là bị chia rẽ, bị rối loạn. Và những cái người dân mang cái tính chất là thực dụng chính trị hoặc là những cái nhóm đảng phái thực dụng chính trị thì là rất dễ tìm thấy những cái đường liên kết hoặc là những cái gần gũi về mặt lợi ích và tạo ra những cái liên danh, liên kết các thứ. Cho nên là cái hệ quả đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là nó nhiễu loạn chính trị. Chủ nghĩa dân túy hiện nay đang có xu hướng kết hợp với chủ nghĩa dân tộc. Đứng dưới cái bóng của chủ nghĩa dân túy sẽ bị những thành phần không yêu nước lợi dụng để chống phá nhà nước, nói xấu đảng cầm quyền, bôi nhọ những người đang thực hiện công việc lãnh đạo đất nước. Đây là một trong những cái hiểm họa lớn nhất mà chủ nghĩa dân túy có thể gieo rắc. Lenin đã từng chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa dân túy khi phê phán chủ nghĩa dân túy Nga thế kỷ 19. Đó là chủ nghĩa đã làm trạch hướng tiến lên của cuộc sống, làm lẫn lộn các nguyên tắc khách quan của lịch sử với những đề xuất có tính nửa vời và lừa mị của các nhà tư tưởng, các chính trị gia. Đó là sự thể hiện sinh động của những bế tắc, của những dao động tư tưởng khi con người đối diện với những bước ngoặt của lịch sử mà không đủ trí tuệ, dũng khí để tiến lên. Đôi khi chủ nghĩa dân túy đó lại cổ suý cho những tư tưởng manh động, có tính cực đoan mà suy cho cùng là không đứng về phía quyền lợi chân chính của đại đa số người, không chỉ vì hiện tại mà còn vì cả tương lai. Trước những thách thức được chỉ ra như vậy, soi chiếu vào điều kiện Việt Nam, chủ nghĩa dân túy ảnh hưởng như thế nào? Báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng tại đại hội lần thứ 73, Đảng ta đã đề cập trực tiếp đến chủ nghĩa dân túy như sau. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy đang nổi lên. Việc điều chỉnh chiến lược và sức cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn khiến các nước nhỏ luôn phải ứng phó với những biến động khó lường. Nhận định trên thể hiện Đảng ta đã nhận thức rõ hơn về mức độ ảnh hưởng đang ngày càng sâu rộng của chủ nghĩa dân túy trên thế giới, đặc biệt là khả năng xuất hiện và phá hoại của nó ở trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam. Ở đâu ra được cái chủ nghĩa dân túy? Thì thông thường chủ nghĩa dân túy có cái đất sống tốt nhất là nơi một cái nhà nước mà có chế độ đa đảng, một nơi mà đa nguyên đa đảng và cái sự dân chủ đã đến cái mức độ có thể gọi là dân chủ quá đà.
Và do vậy có thể nói là Việt Nam chúng ta là một quốc gia có một đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước và đã minh chứng được cái sự duy nhất về thành công, và đảng luôn luôn lấy người dân làm gốc. Những quốc gia như Việt Nam chúng ta thì sự ảnh hưởng và sự ra đời một cách rõ nét của chủ nghĩa dân túy là chưa thực sự rõ nét. Tuy nhiên có mầm móng không? Có cái tác động mà tác động tiêu cực đến xã hội không? Có. Từ thực tiễn chủ nghĩa dân túy trên thế giới có thể thấy, ở nước ta, chủ nghĩa dân túy không có đủ cơ sở kinh tế chính trị xã hội để tồn tại dưới dạng một chủ nghĩa theo nguyên nghĩa, mà chủ yếu là các biểu hiện dưới dạng phát ngôn và hành động mang tính chất mị dân, lợi dụng kích động nhân dân, lấy danh nghĩa nhân dân nhằm phục vụ cho ý đồ chính trị, kinh tế của cá nhân, nhóm người nhất định. Những biểu hiện đó có thể khái quát thành những nhóm sau. Thứ nhất, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chạy theo những lợi ích trước mắt, thực dụng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ hai, một số cá nhân có phát ngôn, lời nói, hành động không đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng, trái quy định pháp luật, lời hứa suông thiếu tính khả thi hoặc lời nói không đi đôi với việc làm, nói một đằng là một nẻo. Mục đích của những người này là thông qua lấy lòng quần chúng, theo đuôi quần chúng với mưu mô đạt lợi ích riêng cho bản thân hoặc lợi ích nhóm. Thứ ba, dưới danh nghĩa yêu nước, bảo vệ lợi ích của nhân dân, vì dân, các phần tử cơ hội chính trị đưa ra những phát ngôn và hành động mang tính mị dân, phản động trước mỗi vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Họ lợi dụng các diễn đàn, nhất là mạng xã hội, kêu gọi biểu tình, tập trung đông người bằng những khẩu hiệu bất tuân dân sự, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tác động xấu đến phát triển kinh tế xã hội. Để mà phát hiện này, ngăn chặn này, rồi là chống lại những cái biểu hiện, cho dù là ban đầu của chủ nghĩa dân túy thì chúng ta nhìn vào cái đặc điểm của nó, rồi là nhìn vào các cái chủ thể của nó, cũng như là các cái hành động của nó để đấu tranh ngăn chặn từ xa đấy. Những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn kiện, chính sách liên quan tới cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện tiêu cực của nó. Đầu tiên phải kể đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về công tác tư tưởng lý luận báo chí trước yêu cầu mới năm 2007, đã chính thức hóa cuộc đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa ở Việt Nam, đưa nó trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau đó là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, khóa 13 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta cần phải ngăn ngừa chủ nghĩa dân túy bằng cách là tăng cường cơ chế giám sát đối với lại tất cả cán bộ đảng viên công chức, đặc biệt là trong cái dịp mà chuẩn bị đại hội Đảng, cũng như là cái dịp mà chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tuyệt đối không bị những tin ngoài luồng, những cái tin fake, rồi là những trang mạng không nghe những xuyên tạc nhảm nhí của những cái chủ thể từ nước ngoài. Nếu như mà chúng ta không quan tâm đến cái đó thì mình không bị tầm nhiễm vào những cái chất độc mà của cái chủ nghĩa dân túy nó gây ra ở cái chuyện này. Thứ hai nữa là tuyệt đối tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và làm tốt cái chức trách, cái nhiệm vụ của mình. Hành động cũng như là phát ngôn theo tổ chức thì có lẽ không có vấn đề gì cả. Chuyện thì chủ nghĩa dân túy nó không thể mon men được. Điều cốt yếu ở đây là chủ nghĩa dân túy lấy do dân vì dân là lớp vỏ. Chúng ta cần làm cho người dân nhận ra rằng đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam, do dân và vì dân là mục đích, là bản chất và là tôn chỉ hành động. Khi người dân hiểu rõ được những vấn đề này thì chủ nghĩa dân túy không thể nào phát triển và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, cũng như ảnh hưởng đến đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đấu tranh ngăn chặn chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện tiêu cực của nó là quá trình bền bỉ lâu dài. Nhận diện đúng và loại bỏ những mầm mống, virus độc của chủ nghĩa dân túy sẽ khiến chủ nghĩa dân túy không có đất sống ở Việt Nam, giúp môi trường chính trị xã hội Việt Nam lành mạnh hơn, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước. Quá trình đó cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của báo chí, truyền thông và sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Đến đây, chúng tôi xin khép lại chương trình Góc Chiếu Thẳng, chủ nghĩa dân túy
và những cảnh báo đối với Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.